Mình tất cả các bạn đã quay trở lại với mảnh nhỏ của Ca Cường TV nha. Thôi, mới chui vô cái bụi lùm mình bác các mọi người. Ông nghệ nó đánh té cứt luôn. Nó bày thì bày mà nó vàng hơn là nó thiệt chứ. Chẳng khác gì nãy giờ mà Cường đi đặt bẫy mà cứ tưởng như là đang ở trong tiệm vàng. Ông nghệ mà nó vàng chứ. Nè. Đốt được hai ổ rồi mọi người. Đó. Đây là ông nghệ nè. Ủa đánh nhức lắm. Hai ổ luôn. Này có con rồi nè. Con của nó mình có thể là mình câu cá gô thầy luôn, nhảy lắm. Cá gô cá chê rồi nhảy lắm. Sẵn bắt được hai ổ. Nè cái bẫy nè mọi người. Cuốn bẫy xong đi đặt. Vừa thăm vừa đặt luôn. Đặt luôn chỗ xong, vừa chui vô bụi lùm. Quýnh một cái chạy ra luôn. Ghét vô trả thù lấy cái thuốc đốt quất lấy hai ổ luôn. Mà tính đi vô trong đó đặt cái nữa mọi người. Mà nó gặp một ổ bự hơn gấp ba ổ này nữa. Bây giờ quýu luôn, còn hai cái bẫy. Không biết dám vô không nữa. Mà cái này phải đốt cái đống ung mới lớn, thiệt lớn mới chơi lại nó thôi. Chứ mà bình thường đốt cái thuốc là không chơi lại nó đâu. Để Cường lỡ quay gần cho mọi người xem luôn nha. Ổ bự lắm. Tôi gần gần đây có ổ nào không, có nện cho một cái nữa thôi rồi thúi thịt luôn á. Đây cái Cường quay camera lại cho mọi người xem nha. Ổ nó bự lắm nè. Xa chưa? Kìa ông còn bay lặng lặng lên nè. Mấy ông bảo vệ tổ. Rò ở đây đặt bẫy rất là ngon luôn mọi người. Chưa ai dám vô, bây giờ mới có ông nghệ như thế này nè. Rồi vô có ổ. Hết hồn có ổ rồi mọi người thấy chưa. Ok. Rồi vô nó vàng còn hơn cái gì nữa. Gặp cái ổ nó hết muốn ăn thịt bò luôn. Cái này chỉ có là quyết quyết mới có thở ra cái hơi thôi mà nó bay lại đó mọi người. Để Cường xử lý đốt cái đống ung này, lấy luôn ổ luôn mọi người. Ổ bự lắm, cho bằng cái dĩa vậy. Ổ nó bằng cái dĩa rồi. Ok giờ Cường sẽ xử lý nha. Chơi thôi nha mọi người. Cháy lên đi lửa trên cao nguyên. Dùm cái coi. Lẹ lên. Thời gian nóng quá. Đó. Ừ, tới đây tắt ông hai. Chơi tôi à. Cái nữa mọi người. Mình chắc ăn ngay. Cái bên này kìa nó quất cái là ẻ quần á. Cái lỗ này bự quá. Cái này nhập viện hơi bị lâu nha. Cái này là nhập viện hơi hồi bác sĩ hỏi hơi bị lâu á. Đó. Ngon rồi, ngon rồi, lửa này ngon nè. Tự nhiên khen cái tắt nữa. Tắt kiểu này là chết anh nha. Tắt quậy ta. Để lên coi. Dũng thứ đang lợi mà tự nhiên nó tắt một cái. Bác sĩ hỏi thăm liền luôn. Quá các bạn ơi, nó hùng lắm. Nó giữ ổ luôn kìa, nó không đi luôn kìa. Ghê thiệt. Để sao vô đặt bẫy đi trời. Mình phải diệt nó mình mới vô được. Để Cường đốt cái đống lửa này, ok hết rồi Cường sẽ bấm máy quay tiếp nha mọi người. Trời, cuối cùng cũng xử xong.
vừa lại đốt vừa ngậm cái thuốc phun nữa mọi người, mới tiêu diệt được nó, không phải tiêu diệt mà nó đuổi nó đi thôi. Hồi giờ cái nhộng nè, nhộng ong của nó ngon hay ghê mọi người thấy nè, mọi người thấy chưa? Ồ, nhộng ong ngon thấy ghê không? Đúng là ổ này ngon, chất lượng ổ này bự luôn nè. Thôi cái này mà móc mồi vô câu còn gì bằng trời. Ông nghệ mà câu cá rô là dính cả thùng luôn á, mọi người thấy không? Cái ổ này mà Cường không vô coi á, mà đi ngang sớm sát nó quýnh cỡ khoảng 20 vít. Mọi người thấy chưa? Rồi đuổi được nó, giờ nó còn vẫn còn bu cho mấy cây mọi người. Giờ vừa ngậm vô thuốc vừa vô đặt bẫy thôi chứ không có cách nào nữa chứ. Rồi để Cường đặt bẫy xong rồi Cường đi thăm bẫy tiếp luôn nha mọi người.